Bà xưa đây bông ôn premit đã nảy dụng tạm đàn bộ mình kê la, có đôi chi bà kê la bà tọp xem xếng, bà xoa côn bà căn video thamay rồi bà mình tên hái, bà thằng này có dương miên bà bộ mình, bà bôn pram bộ mình, để bây chìm rụp chung bông ôn đừng ọc nếp phong đài. Hãy mừng cho bông ôn complete bà cho subscribe mình làm mới phong, để bây tự bàm bộ mình thamay thamay. Tao cũng ạ khát bê dữ, bà dương châu khlâm xa rồi bà video dương tạm đoàn tới. Một score kê la co tặng đọc rụp rồi bà rì mặt rít đã chạy chánh khăn nồng lại khuôn khu bông phát. Bà dùng tam tên ở đây bà transfer mặc khít bàn chọc sai nửa tháng ngày này thá. Bà kể là cô rồi bà Real Madrid bà tăng đọc rụp. Bà chọn đơn hạp miền rụp nạc lá bông bóng bà tam đàn bà to tiết. Bà tích đọc cứ kể là cô bà Cancelo Higain. Higain chạy tranh bì Real Madrid từ căn Napoli cả bì chân nam bì bòn đọc bay bì bòn đọc bún. Bà khăn nông nụ khăn nông đồng lại khu rồi bà quát cứ xam xa bà bốn liên ở rô. Đà bà chạy bón quát cứ chì kể là cô Inter Miami rồi bà xa rốt ảm rích. Bà dân cho đó tiếp rằng 4 cư kỳ lạc của Rafael Varane. Bà Varane chạy tranh bì krom bà Real Madrid từ krom bởi sai cửa hôn Manchester United cả bì rời đời cách năm bì bòm 21-22. Khăn ông làm lại khuôn bà tê rồi bà quát cư sai sập liên ở rô. Đà bà chạy bón bà quát cư chi kỳ lạc của bà krom bởi sai cửa hôn nàng anh. Bà bà tọc mọc tiết cư tiếp rằng 7 bà cư kỳ lạc của Robinho. Bà chạy tranh từ krom bên sở thi cả bì chân năm bì bòm 7-4. Hồi khăn ông làm lại khuôn bà quát sai sập liên ở rô. Đà bà chạy bón cư chi kỳ lạc của đà châu nì vọt bà tờ hơi. Bà tiếp 7 cư kỳ lạc của Achirang Hakimi. Bà Achirang Hakimi bà bà tê bì Real Madrid từ căn Inter Milan cả bì chân năm bì bòm 20-21. Khăn ông làm lại khuôn bà quát cư bà sai sập liên ở rô. Đà bà chạy bón cư chi kỳ lạc của bà krom Paris Saint-Germain tạm đồng. Bà dân châu đó thì bà mùi cư kỳ lạc của Mato bà cô và dịch bà cư chạy tranh bì Real Madrid từ căn Chelsea khăn ông bà chân năm bì bòn đọc bà bún cho chân năm bì bòm 20. Đồng lại khuôn bà tê bà quát cư sai sập liên ở rô. Bà tiếp 5 cư kỳ lạc của Masoud Ozil đòi bà quát bà tê bì Real Madrid từ căn bà krom Arsenal cả bì chân năm bì bòn đọc bây bì bòn đọc bún khăn ông làm lại khuôn bà tê bà quát cư chất sập liên ở rô. Bà bắt đầu mặc thiết cư tí 4 bà cư kỳ lạc của Alvaro Morata. Bà chạy tranh bì Real Madrid từ căn bà tàu khi Chelsea cả bì chân năm bì bòn đọc bàm bì bòn đọc bàm bây khăn ông làm lại khuôn bà quát cư học sập liên ở rô. Đà bà chạy bón cư chì kỳ lạc của bà club Atletico de Madrid. Bà bắt đầu mặc thiết cư tí 7, bà từ tập tê màu thamay thamay nâng ánh, bà cư kỳ lạc của Casemiro. Bà chạy tranh bì Real Madrid mặc căn bà Manchester United. Bà khăn ông làm lại khuôn bà tê rồi bà quát cư chất sắp bà cư bìa bà mùi liên ở rô. Bà tí 2 cư kỳ lạc của Angel Di Maria. Bà Di Maria bà tê bì Real Madrid từ căn bê sai cửa hôm đai bà ca bì chân năm bì bòn đập 4 bì bòn đập răm. Đầm lại khuôn bà tê rồi bà quát cư chất sắp răm liên ở rô đại bà chạy bón bà cư chì kỳ lạc của bà xe bằng con chư bình tù. Bà hỏi tìm mũi, bà cứ ban tần lơ bà kể là cô Cristiano Ronaldo. Bà Ronaldo cứ chỉ kể là cô rồi bà Real Madrid bà đẹp tê thay lại chính kê hỏi. Bà ca nó cứ quạt chạy tranh bì Real Madrid từ căn xe bằng con chú bình tù. Bà ca bị chân nằm bì bòn đọc rằm bấy, bì bòn đọc rằm bốn. Khăn ông làm lại khuôn mà rối đọc rằm bì liên ở rô. Đà bà chạy bón, bà cứ chỉ kể là cô rồi bà krom bởi sai cửa hô Manchester United. Bà này cứ chi bà kể là cô chùm đốn đọc rụp đã mình bảo vọt tế thay bằng phát rồi bà krom Real Madrid hay. Bà rìa tình mau mà đại khá tế bằng bà lụ vinh thay mình tên. Bà lấy dưng bà châu tờ bò rồi mình mới tiết bằng bà. Bà Hà Lan thạc kê trong khai chi kể là cô bà phết bà đôi nâng kể là cô bà Karim Benzema khăn nà. Xa bà rút rồi bà club Mikhail Manchester City bà kể là cô Erling Haaland. Bà xa rập hiếp đôi chân này thá. Bà kê trong khai chi kể là cô bà phết bà đôi chi kể là cô Karim Benzema khăn nà. Đại kỳ chỉ là cô đại mình vây càng tạc càng lãng hay sự mặt tập hiếp có càng lãng được khí nì. Bà bất nạc Karim Benzema mình vây xam sở bồn chân năm được không chân năm ní kể từ ban kia rừng băng thá. Có nâng ai chân năm bởi lần đo một tòa bì bà ca bì đời ca môn. Bà có tổ ban châu chơi khám mạnh tên. Đời rút quát ban chui ở Real Madrid chân năm pin thông thông bà chùm nôn bí bà đưa chi La Liga hay nâng Champions League. Hà chìm xe nước bằng khai chỉ là cô đã xuất bình châu ti ban chân trình kê bà không bỏ bà bất tất cả thông thông tầng pin đi phóng đài. Bà hai cả nạp bê thamay thamay ní bà rút quát có ban châu rùm chùm nai chùi ở Grom Atri Sò. Bà chân nạp bê rôn dư phá Super Cup mùi tiết phóng đài bông bỏ nọc ní. Bà hai tạ tờ nơi rương ní bà hai lăn ban dây đưa chân nạp thà. Bà có lẽ mơ tơ bà Karim Benzema bà nơi Real Madrid. Bà bê ní còn mình vây xam xe bốn chân nam hai. Bọn ta bà ní vót khuôn rồi bỏ quát kì chì là cô là ô chiên bọn màn chân nam môn tờ tiết. Bà có chôm tay anh ta thua bạp ní là bây ở khá chì là cô được gọt đây. Bà ní kì chì xâm đây bọn màn mát rồi bỏ Erling Haaland gọt bàn lực lăng. Gọt tha bà chông khá chì là cô được Benzema. Bà căn ta chắc căn ta khlấm bà căn ta linh là ô. Hay, tỏ lời dân châu bỏ mình mới thiết. Bà club bên nhu bằng cân bà xâm nà rô đọc 50 liên pound là bởi tình giấc bà Anthony, bà Pikrom Azak. Manchester United bà nâng phía dìm bằng cân xâm nà bà đánh thay rô đọc 50 liên pound bà tự cân club Azak Amsterdam là bởi bà tam tình giấc xài bà Anthony.
បានចាត់ការបាលោករ៉េតទីងហេតបាទចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលមកទឹកដីអូត្រាហ្វតក្នុងរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែសំណើចុងក្រោយរបស់មែនយូគឺ 67 លានផោនបាទត្រូវបានបាក់អាសាក់បាប៉ាឌីសាតបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញក្លឹបបេសាច់ក្រហមត្រូវបានគេរំពឹងថាបាននឹងបង្កើនសំណើរហូតដល់ 80 លានផោននៅបីទីញឹកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំនៅបីបំពេញបន្ថែមនៅតំបន់មយុទ្ធ បាទតបបងប្អូនបាទយើងបកមកកាន់ការប្រកួតរវាងមែនយូបាទការពីបាទសប្តាហ៍មុនវិញបាទតបិតតែអង្គុយកៅអីបំរងមែនប៉ុន្តែបាទយើងមកមើលសកម្មភាពរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅពេលដែលសាន់ឆូបាទសុលបញ្ចូលទីបានមកគ្របបាទពិតជាគួរឲ្យគោរពណាស់បាទខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញកាយវិការអបអរសាទរបាទយ៉ាងគួរឲ្យគោរពបាទថ្វីត្បិតតែខ្លួនអង្គុយនៅកៅអីបំរងក៏ដោយបន្ទាប់ពីចូដិនសាន់ឆូបាទរឹកគ្
Manchester United ទទួលបានជ័យជំនះទៅលើក្រុម Liverpool ដោយលទ្ធផល 2-1 បាទក្នុងនោះ2គ្រាប់របស់ក្រុមបសាក្រហមគឺរកបានដល់កីឡាករ Jadon Sancho មួយគ្រាប់ហើយនិងកីឡាករ Marco Rashford មួយគ្រាប់ចំណែកមួយគ្រាប់របស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool វិញបាទគឺរកបានដល់កីឡាករ Mohamed Salah បាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតខាងលើនេះបានបញ្ចប់ទៅក៏មានវីដេអូបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បាទអមជាមួយនឹងចំណងជើងថាបាទគាត់ក្រនតែចង់ឲ្យក្រុម Manchester United បាទត្រឡប់មកដូចដើមវិញតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូមួយនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការអបអរសាទររបស់ Ronaldo បន្ទាប់ពី Sancho បាទរកគ្រាប់ទី1បាទឲ្យក្រុមបាទតាមរយៈសកម្មភាពបែបនេះបាទយើងឃើញថាបាទគូបំណងនឹងទឹកចិត្ត CR7 បាទគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តបាទស្រឡាញ់ក្រុមនិងចង់ឲ្យក្រុមបាទយកឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនចង់បាទគិតអ្វីផ្សេងបាទក្រៅពីនឹងនោះទេបាទដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បងប្អូនបាទទស្សនាវីដេអូជាមួយអេមីនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់បាទគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រុមឈ្នះបាទទោះបីអង្គុយកៅអីបំរុងក៏មិនធ្វើដែរតាមពិតគាត់មិនទៅខឹងសម្បាបាទគ្រូវឹកឬក៏បាទមើលរំក្រុមណាតែបានចូលលេងប៉ុន្តែបាទគាត់បាទអង្គុយកៅអីបំរុងក៏បានដែរបងប្អូនដល់តែបានបាទក្រុមរបស់មែនយូគឺឈ្នះបាទយ៉ាងណាមិញក៏គាត់បងប្អូនដែលទស្សនាតាពីដើមដល់ចប់បើមិនកំហុសឆ្គងបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទយើងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្តទៀតហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទចង់បាទអើប៉ាអេដមីនញ៉ាំកាហ្វេអីបាទអេបាទអេនៅខាងលើបាទអាចចុចចូលហើយបាទភេមកមរីពីរីបាទតាមបាទសមត្ថភាពបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាបាទយើងចាំជួបគ្នាបាទវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត